Chào mừng các bạn đến với kênh Postcard của Sàn Kế Toán. Hôm nay ngày 16 tháng 8 2023, chúng tôi xin gửi tới các bạn chủ đề Kế Toán Bán Hàng. Kế toán bán hàng là gì? Mô tả công việc của kế toán bán hàng. Kế toán bán hàng không phải là một thuật ngữ xa lạ đối với người làm nghề kế toán. Tuy nhiên, với những người mới vào nghề, đây là một thuật ngữ khá mới mẻ. Vậy thì kế toán bán hàng là gì? Họ làm gì trong doanh nghiệp? Hãy cùng Sàn Kế Toán tìm hiểu chủ đề này. 1. Kế toán bán hàng là gì? 1.1. Bán hàng là gì? Trước hết, ta cùng tìm hiểu bán hàng là gì. Hiểu đơn giản thì bán hàng chính là việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa dịch vụ gắn liền với lợi ích hoặc rủi ro từ người bán sang người mua. Hiện nay tồn tại các phương pháp bán hàng sau: bán buôn, bán lẻ, cung cấp dịch vụ. Bán buôn, đây là khâu đầu tiên trong quá trình đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Bán buôn thường bán với khối lượng hàng hóa lớn và được thực hiện bởi hai hình thức sau. Hình thức bán buôn qua kho, hàng hóa được xuất bán cho khách hàng từ kho của doanh nghiệp. Hình thức bán buôn vận chuyển thẳng, bên bán mua hàng của nhà cung cấp để bán cho khách hàng hàng hóa không qua kho của bên bán. Bán lẻ là khâu vận chuyển cuối cùng của hàng hóa. Bán lẻ thường bán với khối lượng ít, giá bán thường ổn định. Trong bán lẻ có các phương thức bán hàng nhỏ như bán hàng thu tiền trực tiếp, bán hàng thu tiền tập trung, bán hàng theo hình thức khách hàng tự chọn, bán hàng theo phương thức đại lý, bán hàng theo phương thức trả góp, trả chậm, v.v. Cung cấp dịch vụ cũng được coi là một hình thức bán hàng. Cung cấp dịch vụ là hoạt động thương mại mà theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán. Bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận. Cung cấp dịch vụ và bán hàng khác nhau ở đối tượng trao đổi. Đối tượng trao đổi của bán hàng là sản phẩm hàng hóa có tính chất hữu hình, còn đối tượng trao đổi khi cung cấp dịch vụ là dịch vụ có tính chất vô hình. 1.2. Kế toán bán hàng là gì? Kế toán bán hàng là công việc quản lý và ghi chép các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng và tiền hàng trong khâu bán hàng, bao gồm xuất hóa đơn cho khách hàng, căn cứ các chứng từ liên quan đến hoạt động bán hàng để ghi vào sổ sách kế toán như sổ chi tiết doanh thu, chi phí, đồng thời lập các báo cáo bán hàng và những báo cáo liên quan khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. 2. Công việc của kế toán bán hàng. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp cần làm những công việc cụ thể sau. Công việc hàng ngày: tập hợp các chứng từ liên quan như bảng báo giá, đơn đặt hàng của khách hàng, hợp đồng bán hàng, phiếu xuất kho hàng hóa, làm căn cứ ghi nhận vào phần mềm sổ sách kế toán để quản lý bán hàng theo báo giá, đơn hàng, hợp đồng. Kiểm tra chứng từ, số lượng thực xuất, giá bán sản phẩm và thông tin khác theo quy định đơn vị để lập và gửi hóa đơn cho khách hàng. Phân loại chứng từ theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu nếu có, làm căn cứ ghi nhận vào sổ sách liên quan. Quản lý chính sách giá, chính sách bán hàng để đảm bảo bán hàng theo đúng chính sách và ghi nhận doanh thu phù hợp. Với bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng, tính toán chính xác tổng doanh thu, thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ bán ra trong ngày. Kiểm tra đối chiếu số liệu xuất tồn kho với thủ kho vào cuối ngày, quản lý chứng từ sổ sách liên quan đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp, quản lý công nợ, đốc thúc công nợ trong trường hợp doanh nghiệp không có kế toán công nợ riêng, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác bán hàng, hỗ trợ công việc liên kết, số liệu với kế toán vận hành có liên quan. Công việc hàng tháng, tính toán giá vốn hàng bán của sản phẩm dịch vụ đã cung cấp. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh thương mại phải xác định giá mua thực tế của hàng hóa và phân bổ chi phí thu mua cho hàng hóa đã tiêu thụ. Tính toán chính xác tổng doanh thu, thuế giá trị gia tăng của từng nhóm hàng, từng đơn vị trực thuộc, cửa hàng, đại lý, chi nhánh. Hỗ trợ lập, kiểm tra bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra, lập báo cáo bán hàng, doanh thu, lãi gộp, công nợ phải thu, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch bán hàng, gửi lên ban giám đốc doanh nghiệp, đảm bảo cho các nhà quản lý đưa ra những quyết định kịp thời cho công tác bán hàng. Công việc cuối kỳ kế toán: nắm rõ thông tin về tất cả các khoản liên quan đến chi phí bán hàng, tập hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản chi phí này, cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Cung cấp thông tin về bán hàng và doanh số theo yêu cầu của lãnh đạo doanh nghiệp, phục vụ cho việc đánh giá kết quả thực hiện và lập kế hoạch kinh doanh cho năm tới. Tham mưu cho ban giám đốc các công tác liên quan đến bán hàng, doanh thu, công nợ, phối hợp với kế toán kho đối chiếu chéo số lượng, giá trị nhập xuất tồn, kho, phối hợp với kế toán thanh toán, thủ quỹ, chốt số liệu công nợ, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng vào ra trong ngày, tuần, tháng để quản lý tiền mặt được hiệu quả nhất,
là đối với các doanh nghiệp thu tiền mặt nhiều như cửa hàng, siêu thị, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên. 3. Quy trình kế toán bán hàng trong doanh nghiệp. Quy trình của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp được thực hiện qua các bước cụ thể như sau. Bước 1. Kế toán bán hàng tiếp nhận đơn đặt hàng, hợp đồng từ nhân viên bán hàng hoặc từ phòng kinh doanh của doanh nghiệp. Bước 2. Trên cơ sở đơn đặt hàng, kế toán bán hàng kiểm tra lượng tồn kho của hàng hóa tại doanh nghiệp. Nếu số lượng hàng tồn kho không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng, kế toán bán hàng phải thông báo lại cho bộ phận bán hàng để nhân viên bán hàng hoặc phòng kinh doanh tư vấn lại cho khách hàng hoặc hủy đơn hàng. Nếu số lượng hàng tồn kho đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, kế toán bán hàng lập phiếu yêu cầu xuất kho và chuyển cho thủ kho để làm căn cứ cho thủ kho xuất hàng. Đồng thời, kế toán bán hàng lập hóa đơn, phiếu xuất kho và biên bản giao nhận hàng hóa gửi cho nhân viên bán hàng hoặc phòng kinh doanh để giao cho khách. Bước 3. Kế toán bán hàng hạch toán nghiệp vụ bán hàng phát sinh và sổ tổng hợp và sổ chi tiết có liên quan đến nghiệp vụ bán hàng. Lưu ý, đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, sau khi hoàn thành cung cấp dịch vụ được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán, kế toán tiến hành lập hóa đơn cho dịch vụ vừa cung cấp, đồng thời căn cứ vào các chứng từ có liên quan để hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên. 4. Chứng từ kế toán bán hàng. Những chứng từ kế toán làm căn cứ ghi nhận vào sổ sách kế toán bao gồm hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho, chứng từ thanh toán, phiếu thu, giấy báo nợ, giấy báo có, v.v. bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ, bảng kê thanh toán đại lý, biên bản thừa thiếu hàng, biên bản giảm giá hàng bán bị trả lại, biên bản xác nhận hoàn thành dịch vụ, báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng bán. Các chứng từ liên quan khác có liên quan đến nghiệp vụ bán hàng. 5. Hệ thống các báo cáo kế toán bán hàng, sổ chi tiết bán hàng, sổ nhật ký bán hàng, sổ tổng hợp bán hàng, sổ cái các tài khoản có liên quan như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, doanh thu chi phí, tình hình thực hiện đơn đặt hàng, tổng hợp lãi lỗ theo đơn đặt hàng, chi tiết công nợ phải thu, tổng hợp công nợ phải thu, phân tích công nợ phải thu theo hạn nợ, các sổ sách khác theo yêu cầu quản trị của doanh nghiệp. 6. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán bán hàng. Hàng ngày kế toán bán hàng căn cứ vào hợp đồng bán hàng, lập hóa đơn bán hàng. Hóa đơn bán hàng có 3 liên, trong đó liên 1 lưu tại quyển hóa đơn, liên 2 giao cho khách hàng, liên 3 lưu tại công ty. Phụ thuộc vào phương thức thanh toán của khách hàng mà trình tự luân chuyển chứng từ sẽ khác nhau. Trường hợp khách hàng nợ, kế toán bán hàng lập biên bản giao nhận hàng hóa và xác nhận nợ. Chứng từ cũng được lập thành 3 liên, trong đó liên 1 sử dụng khi xuất hàng ra khỏi kho, liên 2 giao cho khách hàng, liên 3 lưu tại quyển. Trường hợp khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, lúc này kế toán phải lập phiếu thu thành 3 liên, liên 1 thủ quỹ giữ, liên thứ 2 lưu tại nơi lập phiếu, liên thứ 3 giao cho người nộp tiền. Trường hợp khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản, doanh nghiệp nhận giấy báo có từ ngân hàng, xác nhận về số tiền khách hàng đã thanh toán. 7. Hạch toán kế toán bán hàng, tài khoản kế toán sử dụng tài khoản 511 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ hạch toán của hoạt động sản xuất kinh doanh. Tài khoản này chỉ phản ánh doanh thu của khối lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ đã cung cấp được xác định là tiêu thụ trong kỳ, không phân biệt doanh thu đã thu tiền hay sẽ thu được tiền. 8. Chi tiết hạch toán một số nghiệp vụ cơ bản của kế toán bán hàng. Hạch toán một số nghiệp vụ bán hàng. Các nghiệp vụ bán hàng cơ bản liệt kê dưới đây được hạch toán theo chế độ kế toán áp dụng theo thông tư 200 và doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ cơ bản của kế toán bán hàng trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Kế toán bán hàng theo phương pháp giao hàng tại kho. 1. Xác định giá vốn của số thành phẩm hàng hóa xuất bán đã tiêu thụ, nợ tài khoản 632 giá vốn hàng bán, có tài khoản 155-1561 trị giá thành phẩm hàng hóa xuất bán. 2. Ghi nhận doanh thu bán hàng, nợ tài khoản 111-112-131 tổng giá thanh toán, có tài khoản 511 doanh thu bán hàng là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, có tài khoản 3331 thuế giá trị gia tăng phải nộp đầu ra. Ví dụ 1. Ngày 5 tháng 3, 2023, công ty ABC có các nghiệp vụ sau. Xuất hóa đơn bán hàng số 125, bán hàng qua kho cho khách hàng K, số lượng 1.000 sản phẩm X.
Đơn giá xuất kho 50.000 đồng trên một sản phẩm, giá bán trừ thuế giá trị gia tăng 90.000 đồng trên một sản phẩm, thuế giá trị gia tăng 10%, tình trạng thanh toán, chưa thu tiền khách hàng. Kế toán hạch toán nghiệp vụ, kinh tế phát sinh như sau, ghi tăng doanh thu bán hàng, nợ tài khoản 131, 99 triệu đồng. Chi tiết cho khách hàng K, có tài khoản 511, 90 triệu đồng, có tài khoản 3331, 9 triệu đồng. Ghi tăng giá vốn hàng bán, nợ tài khoản 632, có tài khoản 156, 50 triệu đồng. Kế toán bán hàng theo phương thức chuyển hàng, 1. Xuất hàng gửi bán theo hợp đồng, nợ tài khoản 157, hàng gửi đi bán, có tài khoản 155, 1561, trị giá thành phẩm, hàng hóa xuất bán. 2. Bên mua chấp nhận thanh toán, phản ánh giá vốn hàng gửi bán, nợ tài khoản 632, giá vốn hàng bán, có tài khoản 157, hàng gửi đi bán. Phản ánh doanh thu, nợ tài khoản 111, 112, 131, tổng giá thanh toán, có tài khoản 511, doanh thu bán hàng là giá chưa có thuế giá trị gia tăng. Có tài khoản 3331, thuế giá trị gia tăng phải nộp đầu ra. Ví dụ 2, ngày 9 tháng 3, 2023, công ty ABC xuất hóa đơn bán hàng số 130 để chuyển hàng đi bán cho khách hàng T, số lượng 500 sản phẩm X, đơn giá xuất kho 50.000 đồng trên một sản phẩm, giá bán chưa thuế giá trị gia tăng 92.000 đồng trên một sản phẩm, thuế giá trị gia tăng 10%. Đến ngày 11 tháng 3, 2023, khách hàng T đồng ý nhận hàng và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Kế toán hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau. Ngày 9 tháng 3, 2023, ghi nhận hàng gửi đi bán. Nợ tài khoản 157, 25 triệu đồng. Có tài khoản 156, 25 triệu đồng. Ngày 11 tháng 3, 2023, ghi tăng doanh thu bán hàng. Nợ tài khoản 112, đối tượng T, 50 triệu 600 nghìn đồng. Có tài khoản 511, 46 triệu. Có tài khoản 3331, 4 triệu 6. Ngày 11 tháng 3, 2023, ghi tăng giá vốn hàng bán. Nợ tài khoản 632, 25 triệu đồng. Có tài khoản 157, 25 triệu đồng. Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm trả góp. 1. Xác định giá xuất kho của số thành phẩm hàng hóa đã tiêu thụ. Nợ tài khoản 632, có tài khoản 155, 1561. 2. Phản ánh tình hình bán hàng. Phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay. Nợ tài khoản 111, 112, số tiền trả lần đầu. Nợ tài khoản 131, số tiền phải thu về bán hàng trả góp trả chậm. Có tài khoản 511, giá bán trả tiền ngay, chưa có thuế giá trị gia tăng. Có tài khoản 3387, phần lãi trả góp trả chậm. Có tài khoản 3331, thuế giá trị gia tăng phải nộp. Khi thu được tiền bán hàng gốc cộng lãi hoặc thực thu tiền bán hàng lần tiếp theo, nợ tài khoản 111, 112, số tiền gốc cộng lãi thu theo định kỳ. Có tài khoản 131, phải thu của khách hàng. Kết chuyển lại bán hàng trả chậm trong kỳ tương ứng với kỳ người mua thanh toán. Nợ tài khoản 3387, số lãi trả chậm phân bổ trong kỳ. Có tài khoản 515, doanh thu hoạt động tài chính. Ví dụ 3, công ty ABC xuất 300 sản phẩm A bán trả góp cho khách hàng H. Giá xuất kho 50.000 đồng trên một sản phẩm. Giá bán trả ngay 90.000 đồng trên một sản phẩm, thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, giá bán trả góp 32 triệu đồng, bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng, công ty thu ngay 2 triệu đồng bằng tiền mặt, số còn lại thu đều trong 10 tháng. Kế toán hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau, xác định doanh thu trên hóa đơn, nợ tài khoản 131 đối tượng H 32 triệu đồng, có tài khoản 511 27 triệu, có tài khoản 3331 2,7 triệu, có tài khoản 3387 2,3 triệu, 32 triệu trừ 27 triệu trừ 2,7 triệu, thu tiền của khách hàng H, nợ tài khoản 111 có tài khoản 331 đối tượng H 2 triệu đồng, ghi tăng giá vốn hàng bán, nợ tài khoản 632 có tài khoản 156 15 triệu đồng, mỗi tháng khách hàng H trả tiền nợ tài khoản 111 3 triệu đồng, 30 triệu chia cho 10 tháng, có tài khoản 131 đối tượng H 3 triệu đồng. Cuối tháng kết chuyển doanh thu tài chính theo tiền lãi trả góp hàng tháng. Nợ tài khoản 3387, có tài khoản 515 230.000, 2 triệu 3 chia cho 10 tháng. Kế toán các khoản làm giảm doanh thu bán hàng. 1. Kế toán chiết khấu thương mại giảm giá hàng bán thực tế phát sinh trong kỳ. Khi phát sinh chiết khấu thương mại giảm giá hàng bán, nợ tài khoản 521. Chi tiết 5211, 5213, giá chưa thuê giá trị gia tăng, nợ tài khoản 3331, ghi
ghi giảm thuế giá trị gia tăng, có tài khoản 111, 112, 131, giá thanh toán, cuối kỳ kết chuyển giảm doanh thu, nợ tài khoản 511, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có tài khoản 5211, 5213, các khoản giảm trừ doanh thu, lưu ý kế toán chiết khấu thanh toán khi bán hàng. Trường hợp chưa thanh toán tiền mua hàng, khi bên mua thanh toán tiền trước hạn và được hưởng chiết khấu thanh toán, nợ tài khoản 111, 112, số tiền còn thu được, nợ tài khoản 635, số chiết khấu khách hàng được hưởng, có tài khoản 131, số nợ phải thu của khách hàng. Trường hợp khách hàng đã trả tiền rồi, sau đó mới được hưởng chiết khấu, nợ tài khoản 635, số chiết khấu khách hàng được hưởng, có tài khoản 111, 112. 2. Kế toán hàng bán bị trả lại. Trường hợp hàng bán bị trở lại chưa xác định là tiêu thụ, nợ tài khoản 155, 156, thành phẩm hàng hóa bị trả lại, có tài khoản 157, hàng mua đang đi đường. Trường hợp hàng bị trả lại đã xác định là tiêu thụ, khi nhận lại thành phẩm hàng hóa nhập kho doanh nghiệp, nợ tài khoản 155, 156, thành phẩm hàng hóa bị trả lại, có tài khoản 632, giá vốn hàng bán. Phản ánh doanh thu của số hàng bán bị trả lại, nợ tài khoản 521, chi tiết 5212, hàng bán bị trả lại, giá bán chưa thuế giá trị gia tăng, nợ tài khoản 3331, ghi giảm số thuế giá trị gia tăng của hàng bán bị trả lại, có tài khoản 111, 112, 131, giá thanh toán. Các chi phí phát sinh có liên quan đến hàng bán bị trả lại được hạch toán vào chi phí bán hàng, ghi nợ tài khoản 641, chi phí bán hàng, nợ tài khoản 133, thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, có tài khoản 111, 112, 131, giá thanh toán. Cuối kỳ, kết chuyển giảm doanh thu, nợ tài khoản 511, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có tài khoản 5212, các khoản giảm trừ doanh thu. 4. Trong tháng 3 2023, công ty ABC có các nhiệm vụ phát sinh liên quan đến các khoản giảm trừ doanh thu như sau. Khách hàng K đề nghị giảm giá 10% trên giá bán, có giảm thuế giá trị gia tăng, cho 100 sản phẩm lỗi mua ví dụ bột. Công ty ABC đã đồng ý và trừ lại nợ phải thu cho khách hàng K. Khách hàng T trả lại 50 sản phẩm lỗi mua ở ví dụ 2. Công ty ABC đã chuyển khoản thanh toán lại cho khách hàng T và nhận sản phẩm về nhập kho. Kế toán hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau. Ghi nhận khoản giảm giá hàng bán cho khách hàng K, nợ tài khoản 5213 900.000 đồng, 100 x 90.000 x 10%. Nợ tài khoản 3331 90.000 đồng, có tài khoản 131 đối tượng K 990.000 đồng. Ghi nhận phát sinh hàng bán bị trả lại, khách hàng T, doanh thu bán hàng bị trả lại, nợ tài khoản 5212 4.6 50 nhân 92.000, nợ tài khoản 3331 460.000 đồng, có tài khoản 112 5.060.000 đồng. Nhập kho hàng bán bị trả lại, nợ tài khoản 156 2.500.000 đồng, 50 nhân 50.000, có tài khoản 632 2.500.000 đồng. Kế toán bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. A. Kế toán ở đơn vị giao hàng đại lý. Khi xuất kho sản phẩm hàng hóa giao cho các đại lý phải lập phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. Căn cứ vào đó kế toán ghi nợ tài khoản 157 hàng gửi bán, có tài khoản 155 156. Khi hàng hóa giao cho đại lý đã bán được, căn cứ vào bảng kê hóa đơn bán ra của hàng hóa đã bán, do các bên nhận đại lý hưởng hoa hồng lập gửi về kế toán, phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng. Nợ tài khoản 111, 112, 131, tổng giá thanh toán, có tài khoản 511, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có tài khoản 3331, thuế giá trị gia tăng phải nộp, 33311, đồng thời phản ánh giá vốn của hàng bán ra, nợ tài khoản 632, có tài khoản 157. Phản ánh số tiền hoa hồng phải trả cho đơn vị nhận bán đại lý hưởng hoa hồng, nợ tài khoản 641, chi phí bán hàng, hoa hồng đại lý chưa có thuế giá trị gia tăng, nợ tài khoản 133, thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, 1331, có các tài khoản 111, 112, 131. B. Kế toán ở đơn vị nhận đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. Khi hàng hóa nhận bán đại lý đã bán được, kế toán phản ánh số tiền bán hàng đại lý phải trả cho bên giao hàng. Nợ tài khoản 111, 112, 131, có tài khoản 331, phải trả cho người bán tổng giá thanh toán. Kỳ khi xác định doanh thu hoa hồng bán hàng đại lý được hưởng, nợ tài khoản 331 phải trả cho người bán
có tài khoản 511 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có tài khoản 331 thuế giá trị gia tăng phải nộp nếu có. Khi trả tiền bán hàng đại lý cho bên giao hàng, nợ tài khoản 331 phải trả cho người bán, có tài khoản 111, 112. 9. Một số kinh nghiệm làm kế toán bán hàng. Kiểm tra và cập nhật thường xuyên các nghiệp vụ mua bán hàng hóa phát sinh, đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ và sổ sách kế toán, sắp xếp lưu trữ hóa đơn, sổ sách chứng từ cẩn thận khoa học, tránh thất thoát tài liệu hoặc không tìm thấy khi cần đối chứng. Theo dõi thường xuyên, tập hợp đầy đủ chính xác kịp thời tất cả các khoản phát sinh liên quan đến chi phí bán hàng, làm căn cứ xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thường xuyên theo dõi doanh thu, chi phí, công nợ để nắm được tình hình bán hàng của doanh nghiệp, phân tích, báo cáo và tham mưu kịp thời cho ban giám đốc doanh nghiệp, biết kiểm tra số liệu và liên kết với các phân hệ kế toán khác để đảm bảo khớp đúng số liệu. Trên đây là các nội dung công việc liên quan đến kế toán bán hàng trong doanh nghiệp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay của Sàn Kế Toán. Hẹn gặp lại các bạn ở những podcast tiếp theo. Sàn Kế Toán liên tục sản xuất các bài podcast về cách xử lý các tình huống kế toán hay gặp, được xây dựng bởi các kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm. Để nghe đầy đủ và nhận thông báo bài podcast mới nhất, mời bạn tải ứng dụng Sàn Kế Toán, tìm việc làm kế toán ở trên chợ ứng dụng CH Play đối với máy Android hoặc App Store đối với máy iPhone. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài podcast gần nhất trên ứng dụng Sàn Kế Toán, tìm việc làm kế toán.